Xin chào các bạn, thì lúc này mình đang ở Hoa Kiển Ngô Hân, ở địa chỉ là Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc. Có số điện thoại kèm theo các bạn. Thì đây là ngay chân cầu Sa Nhân 2. Thì trong vườn này bán đa dạng luôn các bạn, hoa trang rồi đủ loại hết trơn các bạn. Thì đây là những cái gốc Mỹ Hồng nè. Gốc Mỹ Hồng này tầm vài trăm các bạn ơi, mình không có báo giá chính xác. Thì các bạn có thể gọi điện tới và hỏi chủ vườn nha các bạn. Mình sẽ để cái số điện thoại của anh Ngô Xích. Vườn này chung với vườn Ngô Xích á. Thì ở đây có bán trang giống luôn nè các bạn. Rồi trang giống Mỹ Hồng và các loại luôn. Thì cung cấp sỉ và lẻ luôn. Thì đây là hoa giấy nữa nè các bạn. Rồi trong này là những cái gốc Mỹ Hồng được vô chậu. Và hôm nay mình đặc biệt mình giới thiệu với các bạn có những cái gốc Mỹ Hồng và những cái gốc trang Mỹ rất là khủng luôn. Ở đây là trang hồng phấn nè bạn, hồng phấn mà một cốt nha, gốc cũng rất là to luôn nè đó. Thì đây là một cái gốc, một cái bụi trang mới búng về là đang thuần chậu các bạn. Còn đây là hai gốc Mỹ Hồng mới búng bầu về và đang chỉnh sửa tàn các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy cái gốc khủng luôn á. Và những cái anh thợ đang sửa chữa nè, đang sửa tàn á, kéo tàn á các bạn. Đây cái gốc này nè. Là ông anh ông sửa ông nói là vài bữa nó sẽ đem một cái gốc hoành 50 về Mỹ Hồng nè các bạn, về á. Thì mình sẽ quay những cái gốc Mỹ Hồng này cho các bạn xem, nếu như ai sẽ yêu thích nha các bạn. Đây. Gốc đây, bên đây một gốc nữa. Hoa đó nè. Hoa của Mỹ Hồng này nó đang búp. Và gốc này là một cốt nhưng mà lên nhiều thân nha các bạn. Gốc này hoành chắc cũng cỡ 30 gì các bạn ơi. Đây nè. Hết hồn gốc luôn. Thì các bạn nào muốn giao lưu, muốn biết giá thì có thể gọi điện hỏi ảnh nha các bạn, còn mấy trực tiếp tới vườn. Đây. Hoa Mỹ Hồng rất là đẹp luôn. Đó. Bông rất là tươi luôn các bạn. Đây là những cái gốc Mỹ Hồng mà nhỏ 700k một gốc tại vườn nha các bạn. Đây. Mình đam mê hổm gà mình cũng có mua một gốc rồi mà nó nói chung là siêu hoa luôn các bạn. 700k. Đây. Do bứng bầu về nên chưa nắng nó bị héo các bạn ơi. Này trang thì nó rất là dễ rồi. Nè, Mỹ Hồng nè. Rất là đẹp luôn ha. Còn những gốc này là đang vô chậu thành phẩm hết trơn rồi. Những gốc này tầm khoảng 700-800 tự 1 triệu các bạn. Đây. Này là chưa có hoa các bạn, vườn này rất là nhiều luôn á. Mình xin giao lưu với các bạn là hai gốc Hoàng Hương. Đây. Hoàng Hương đây nè các bạn. Đây. Hoàng Hương cái hoa nó do cái này quay nắng nên nó bị mờ, bị déo các bạn. Đây đây. Hoàng Hương đây, cái hoa đó nè. Đó. Cái hoa đó nè, lên mà hường ha. Thì gốc này cái củ rất là to các bạn ơi, đây. Đó. Một cặp nha. Gốc này là một cốt. Hai gốc này bữa đó bà chị có báo nhiêu mình quên mất tiêu rồi. Đó. Đây là cái chậu bông trang này là nó chung giống như cái dáng nó giống như là cái video bữa hổm mình chia sẻ cái cặp bông trang mà 85 triệu được giao các bạn, giao Sài Gòn rồi. Thì đây là gốc Mỹ Hồng rất là to luôn. Và đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái gốc trang này là trang Mỹ các bạn ơi, Mỹ Cam. Đây, Mỹ Cam, hoa đó nè. Hoa nó đây. Một cốt nha các bạn. Đây, một cốt nè, hoành cái củ nó cỡ khoảng tầm khoảng 40 các bạn. 30, 30 à chứ không tới 40 các bạn ơi. 30. 30 ba mấy vậy. Quá khủng luôn các bạn ơi. Và một cái gốc Mỹ Hồng. Quá thứ luôn. Đây, cái tàn đó nè các bạn. Và hoa nó đang búp rất là nhiều luôn. Sẽ đi qua bên kia mình quay cho các bạn xem. Thì trong này còn có những cái gốc bông trang Mỹ Hồng, trang hồng phấn một cốt. Đây nè, một
cốt nha, Mỹ học vắng nha. Đây cái bộ đế đây, góc đây, góc là một nắm tay các bạn ơi. Và đây là cái bộ nồi của cái góc Mỹ Hồng này, rất là khủng luôn. Nói chung khủng nhất miền Tây luôn các bạn. Đây nè, nè cái cốt đó nè. Chậu này chậu 1 mét mấy các bạn ơi. Cái tay của mình nè, các bạn thấy tưởng tượng không? Cây rất là sung luôn. Nếu như mà ai muốn giao lưu, muốn sở hữu cái góc này thì gọi điện trực tiếp tới anh Xích nha các bạn. Đây, búp hoa rất là sai luôn. Hoa đang búp chứ chưa nở nha các bạn. Đây nè, mình sẽ lại mình quay gần cho các bạn xem. Đây, hoa nó đang búp nè. Búp dữ thần luôn. Đây là những cái búp hoa nè. Đó. Góc này phải nói là đỉnh luôn các bạn ơi. Bộ đế khủng luôn. Góc này tầm khoảng vài chục năm á. Cái thân trên của nó thôi là mình nắm một nắm tay nè. Đây là một cái góc Mỹ Hồng khủng nhất nha các bạn. Đó. Đây là những cái góc bông trang hồng phấn một cốt, nhìn rất là đẹp luôn. Còn đây là một cái góc trang Pháp mới bứng về nữa các bạn. Một vàng á. Mỹ Hồng các bạn ơi. Mỹ Hồng trang Pháp góc trong này. Đây là những cái góc Mỹ Hồng một cốt. Rất là sung luôn này đó. Cái bụi này thì trang vàng, vàng cam, vàng cam. Lên cái củ rất là to luôn. Do nó bị được nó lên, được nó lên trời nên nó phủ lại hết cái thân rồi. Thân rất là to luôn các bạn. Dữ dằn luôn. Dán nó giờ dán bay các bạn. Bay mà bay nghiêng. Đây. Đây là một cái góc trang Pháp rất là khủng luôn. Đó. Đã thấy chưa? Hết biết cái góc luôn. Đây là bốn chi các bạn ơi. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem đây. Tay của mình nè. Góc bốn chi. Bộ nồi dữ dữ thần luôn. Đó. Đây là một góc Mỹ Hồng một cốt nữa. Nè. Cốt nữa nè. Do lúc này nó đang ra thược non nên chưa bông nó chưa nở các bạn, mới búp thôi. Nhìn rất là khủng luôn. Phải nói là cực kỳ luôn các bạn. Trang vàng mới ảnh mới đi săn mới bứng về nè. Đây nè các bạn. Thì trong vườn rất là nhiều các bạn. Này là những gốc này là thực phẩm rồi nè. Gốc này là chắc là trang này trang vàng á. Đây. Trang này là trang lá kim, lá nhỏ á. Bông lên nè. Quá cao luôn. Tầm khoảng 2 mét á. Trong này còn có sứ nữa các bạn, sứ đẹp. Đây, những gốc sứ nè. Mình đi dài ra ngoài sao các bạn. Thì vườn của ảnh cung cấp lượng trang Mỹ Hồng và các cái giống độc rất là đẹp. Đây cái này đang chỉnh tàn, này lá chung nữa các bạn ơi. Và trong vườn có một cái gốc trang lá nhỏ, đơn lá nhỏ các bạn. Rất là đẹp luôn, cái gốc bự lắm bạn ơi. Đây, cũ nè. Do nó cái thân nó mọc lên nhiều nhánh nên mình không có thấy được cái thân các bạn. Hoành này cỡ 30 á. Nhưng mà nó rất là sung, con cái là búp bông nè. Đó, cái búp của nó bông nè. Dán một cốt nhưng mà lắc lượng rất là đẹp luôn. Đó, cây này là sở hữu rồi, rất là đẹp luôn các bạn. Gốc Mỹ Hồng nữa nè. Phải nói là cực kỳ đẹp ha. Và đây, đây là những cái gốc Mỹ Hồng mà đang được vào chậu và nuôi, chắc có thể là để lại chăm sóc nuôi các bạn. Đó. Bạn thấy khủng không? Gốc này tầm khoảng 700k một chậu tại vườn đó các bạn. Những cái bụi Mỹ Hồng khủng khiếp luôn. Đây. Đây bụi nữa nè, đây gốc nữa nè. Gốc này dáng hơi lắc, trực lắc,
rất là đẹp. Đây nè, tay của mình nè, đây nó lượn vòng qua nè. Thì các bạn muốn biết giá thì có thể vô số điện thoại của anh Xích và kết bạn Zalo, thì yêu cầu góc nào thì anh sẽ báo giá cho các bạn nha. Đây, Mỹ Hồng này hoa nó đang lên rất là sai luôn, nếu như các bạn lấy nguyên lô này về bán lại thì đến vườn của anh nha. Nè, góc nhỏ nhỏ vừa chơi. Còn đây là một cặp trang Mỹ, đây mới được bứng về nè, rất là đẹp ha các bạn. Hoa giấy nữa nè, đây là những cái gốc Mỹ Hồng nguyên một lô luôn. Đây thẳng ra ngoài sau do xa đó nên mình không có nước, mình không có đi vào được các bạn ơi. Đang kết hoa rất là nhiều. Đây cái độ mình sẽ quay gần lại những cái chậu này, độ mặt hoa của nó cho các bạn xem nè, búp nè, nè trời hoa rất là nhiều. Vườn này vài bữa nữa thôi là đỏ hoa luôn. Và một cái gốc bông trang này là dưới gốc bên kia là một cặp đó các bạn, bộ đế rất là khủng luôn. Đây, đây cầm tay mình nè, cái tay mình nè, nó rất là sung và thừa sửa cái dáng bay gớt xuống rất là đẹp luôn. Và hoa nó đang bung nữa các bạn nè. Đây đó, các bạn thấy chưa, rất là đẹp các bạn. Thì tổng thể vườn của anh Ngô Xích này các bạn, nếu như có một lần đến đây thì các bạn sẽ thấy được cái độ khủng của những cái cây hoa trang lá chung. Đây là một cái gốc me nữa nè, me hình dáng quái luôn. Đây me nè các bạn, me chua. Do ảnh đi bứng cây nên không có nhà nên mình không hỏi giá chính xác được cho các bạn xem thì cũng thông cảm cho mình nha. Tại vì anh chủ vườn phải đi lùng cây săn cây về nên không có nhà nên mình không có làm phiền được. Đây là gốc sứ nè. Trời ơi, sứ nè các bạn, bông hoa đẹp ha, đẹp luôn. Đây, và khách lúc này ở ngoài trước đang lại mua những cái gốc Mỹ Hồng các bạn. Đó,